Hello, xin chào anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên showroom em Hưng là 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức nha. Bên em là chuyên thu mua các dòng xe lux, xe đa ba sử dụng và anh chị em nào đang có nhu cầu cần đổi xe, bán xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Hưng nha. Thu mua từng gốc nha, giá cao cạnh tranh nhất thị trường. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ số Zalo bên dưới. Và hôm nay bên em Hưng về đặc biệt rất là may mắn của anh chị khách đổi xe bên em Hưng nha, để lại một chiếc xe Fortuner, phải nói là lâu lắm rồi bên em Hưng mới về với chị, chắc một vài tháng rồi đấy, kể từ cái xe cuối cùng bán với chị. Tại Fortuner đợt này là giá nó cũng mềm nha, thành ra là mình đi mua xe cũng hơi khó xíu. Thì nhiều khi là trước giờ ai cũng nghĩ là Fortuner là nó cũng giữ giá, thành ra là khi mình mua xe giá nó, giá thị trường xuống thì em cũng phải mua xuống anh chị, thì khó mua. Nhưng mà đợt này thì may mắn là có chiếc xe này là chủ đổi xe bên em Hưng nha, thành ra là mình cũng cương đối được giá mua và giá bán, khách đồng ý. Mình thấy là mình đã có một chiếc xe Fortuner rất là chất nha. Đây chiếc xe em Hưng giới thiệu cho anh chị. Đấy, chiếc xe này Odo Fortuner máy dầu số tự động, sản xuất đời 2020 nha anh chị. Sản xuất lắp ráp Việt Nam. Và chiếc này Odo 3 vạn km nha anh chị, 3 vạn xịn nha. Xe này đang còn đang có lịch full lịch sử hãng luôn và đang hẹn bảo dưỡng là tháng 7 2023 nha, là bảo dưỡng 40.000. Đấy, anh chị, xe cực kỳ đẹp nha, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán với giá chỉ có hơn 900 chút xíu thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì xem đến cuối video nha, hoặc là kéo về cuối video em Hưng báo giá phần cuối nha. Đấy. Rồi, còn không thì anh chị cứ đi theo em Hưng đi ha, để tham quan chiếc xe này. Em Hưng đi một vòng cho mọi người cùng xem nha. Thì mặc dù là Fortuner thì nhiều khi á là nó ít có thay đổi gì so với những dòng xe SUV phân khúc khác nha quý anh chị, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó là một thế lực quý anh chị ha. Thế lực mình nhìn nó vẫn rất là khỏe mà cảm thấy cảm giác nó rất là chắc chắn và yên tâm quý anh chị nha. Khi mình đi những dòng xe Fortuner, số chiếc Fortuner cảm giác rất là yên tâm. Về những cái bảo dưỡng nè, rồi sửa chữa ha, hoặc là sau này có ra xe nó cũng dễ quý anh chị. Thì đó là suy nghĩ của mình ha. Trong lúc nào mình cứ nghĩ Fortuner mình sẽ chuyển điều đó, thành ra là khi mình mà sở hữu một chiếc xe Fortuner lúc nào mình cũng thấy an tâm, mặc dù á nha, nhưng khi là nó cảm giác chạy của nó so với những chiếc xe SUV khác á, cùng phân khúc quý anh chị, cùng tầm tiền nó lại không bằng quý anh chị. Ví dụ như là Ford Everest này hay là Passero quý anh chị, không thể nào mà ngang chạy được như hai xe đó quý anh chị. Nhưng mà chiếc xe này lại lúc nào cũng là ưu tiên trong lòng người Việt Nam chúng ta nha. Đấy, xe em Hưng đi một vòng mình cùng xem hết chiếc xe không? Xe vừa về nha, vừa về luôn. Là em Hưng quay cho anh chị cùng xem nha. Chiếc xe thì nó còn vài chỗ, có vài chỗ sai sót ở cản trước này. Đấy là chuyện rất quá là bình thường ha anh chị ha. Xe đời 2020 chạy ba mấy ngàn cây số rồi mà xước sát cản trước là quá là bình thường. Thì bên Hưng trước khi giao xe cho anh chị á, sẽ tút tắt lại cho anh chị nha. Giao cho anh chị một cái xe là như xe mới vậy đó. Ít nhất là phải được 90% ha. Thì chiếc xe này á, thì mẫu này được trang bị vài caption ha, thì em cứ tư vấn qua cho anh chị nha. Ví dụ như là trang bị là đèn chiếu sáng, là đèn bi cầu của anh chị nha, đèn bi cầu nè. Đấy, mặt ga lăng thì mã chrome nha. Rồi, la răng thì la răng phay của anh chị, la răng phay. Kích thước của la răng này là 17 inch nha. Vỏ là vỏ riêng theo xe nè anh chị, vỏ riêng theo xe nè, sản xuất gần cuối năm 2019 nè, còn dấu của nhà của hãng luôn của anh chị. Đấy, vỏ Bridgestone nha, em Hưng quay gầm bệ cho mọi người cùng xem nha. Em Hưng quay chi tiết để cho anh chị ở xa có thể đánh giá được chiếc xe của anh chị. Gầm bệ nó như mới vậy, không khác gì xe mới cả. Phải vậy, khi làm bởi vì anh chị rất thích là mua xe của thành phố của anh chị ha. Mua được chiếc xe nào đi kỹ thì rất là đẹp nha. Còn nhiều khi là nó cũng có thể ngập nước của anh chị. Thì đó là những cái xe nào sedan phân khúc thấp ha, hoặc là những xe đó anh chị nào mà không kỹ, giống như là ở những cái vùng như Nhà Bè, vùng 7 hay là Bình Chánh gì, khi ngập nước á, mà anh chị nào không kiểu mà chạy vào á, là nó cũng hơi căng đấy. Nhưng mà nói chung á, ngập nước thì nó cũng có nhiều là ngập nước nha, không phải ngập nước nào nó cũng nguy hiểm anh chị ha. Rồi, nhưng mà khi mua xe bên em Hưng sẽ cam kết cho anh chị về chất lượng xe, là về cứng đụng khu vào khung sườn nè, máy móc nguyên zin nha, không đâm đụng, không nhập máy móc nguyên zin, không bị thủy kích nha, chưa bị sửa chữa nha. Rồi xe thì không phản bội pháp lý sang tên rõ ràng đấy. Ok, phía sau xe thì được trang bị là đèn chiếu sáng, là đèn hậu và đèn led như vậy ha. Có trang bị là hai cảm biến lùi nè, có camera lùi zin theo xe. Đấy, ghế hàng ghế sau nó như là chưa có người sử dụng luôn anh chị, nó mới tinh này nè.
Đấy, như dương rồi sử dụng luôn. Thì cái thằng thằng Fortuner này nó dở cái là hàng ghế sau của nó gì, khi mình chỉ gặp được hai bên thôi, thành ra là khi mà muốn chị muốn ngã thẳng xuống để chở đồ hay chảy giường nằm nó hơi khó chút nha. Nhưng mà được cái là cái hàng ghế cuối này nó có thể ngã, bởi vì cái ghế nó có thể ngã được ra phía sau chút xíu nha. Thì nếu mà đi xa thì ngồi nó cũng cũng thoải mái, cũng thoải mái hơn là những dòng xe khác chút xíu. Con đội đồ nghề con đội sơ cua đầy đủ nha quý anh chị. Khi em mua nhớ kiểm tra thì em thiếu phần bổ sung nha. Bánh sơ cua chưa qua sử dụng luôn. Đây nè, tem nhà máy còn luôn anh chị. Ok, mình sẽ ghế này, ghế phụ nha. Ghế hàng ghế sau nè, mới tinh nè. Mới cáo luôn nha, xe thì hai điều hai dàn lạnh ha, ra là rất thoải mái. Chủ xe cũng đã lên một cái chúng ta có loa súp quý anh chị nha, loa súp nha, bộ hỗ trợ thêm cho âm thanh nha. Khi đi xa quý anh chị, khi một chiếc xe mà đi á mà mình được giải trí nó hay quý anh chị, đi nó sướng lắm, nó khỏe lắm. Còn loa dở chạy nghe chán lắm chị. Nghe nó không muốn nghe luôn. Loa nó hay á anh chị, nghe cảm giác nó thoải mái, nó hay vô cùng. Đấy. Rồi ok, mình cuối cùng qua bên ghế tài mình tham quan cái nữa nha anh chị nha. Xe còn đăng kiểm dài nha, đăng kiểm đến tháng 1 2024 mới đăng kiểm lại. Gương chỉnh điện ha, rồi cửa tài đơn hạ ô tô nè, lóc cửa nè, ghế da tài quý anh chị, ghế da chạy ba mấy ngàn nha, còn nguyên zin nè, nó có hơi xẹp mí xíu nha, cái này bên em sẽ căng lại cho anh chị cho đẹp nha. Đó, còn toàn bộ là ghế da là zin theo xe hết nha anh chị, ở phiên bản này là ghế da zin theo xe, ghế chỉnh điện luôn. Ở đây thì sẽ có là tắt mở cảm biến lùi nha. Tem mình em quay tem mọi người xem chưa nha. Đây là tem bảo dưỡng nè quý anh chị. Tem bảo dưỡng đơn hạn là 40.000. Hạn là 40.000 tháng 7 2023 nha anh chị. Ô đồ hiện tại là mới có ba mấy ngàn cây số thôi. Thì ở với con máy dầu số tự động á, form này thì nó vẫn là sử dụng là chìa khóa cơ nha anh chị. Đây, ô đồ là Odo của xe này là 37.000 cây số quá anh chị, 37.000 cây số nha. Vô lăng này, sừng sùi gia cốc là còn nguyên zin hết nha anh chị. Đấy, có lẫy số thể thao nha, lẫy số nè. Đây để dùng mình chạy bán tự động. Đấy, em Hưng qua chi tiết mọi người cùng xem nha. Gương chiếu hậu chống chói cơ nè, màn hình zin theo xe nha, có đồng hồ, gió nè, điều chỉnh gió nha, có điều chỉnh là súp nè anh chị. Sừng sùi gia cốc trên vô lăng ở trên cần số này, đấy, nó còn nguyên zin luôn. Nè, nói chung là xe cơ bản cũng khá là đẹp anh chị, có chế độ chạy nha, trưng bằng điện tử này. Đấy, xe vừa về nha, chủ xe đi cũng khá là kỹ càng, sạch sẽ. Rồi và xe được trang bị là tổng cộng là có 9 túi khí anh chị nha, 9 túi khí, trưng bằng điện tử, phanh ABS đầy đủ hết nha. Ok, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy. Ok, và đây là khoang máy trước tay của anh chị, xe em Hương đang nổ máy cho anh chị luôn, máy nổ khá là êm của anh chị, êm và rất là đầm luôn. Máy không rung lắc vậy anh chị nha, bao chết khoảng thoải mái. Anh chị mua xe bên em Hưng có thể là mang ra hãng kiểm tra nha, tốt nhất là nên mang ra hãng kiểm tra hoặc là một đơn vị thứ ba nào đó kiểm tra cho chắc ha. Đấy, thực sự là bên em Hưng là nếu mà mua lần đầu tiên đấy, giờ sau này anh chị thích thì cũng được, không thích cũng được ha, thì mình có thể mang ra hãng, không mang ra hãng cũng được. Thì bên em Hưng có cam kết cho hợp đồng mua bán, ngay cả là chết hãng rồi nha, vẫn cam kết cho hợp đồng mua bán cho anh chị về cứng đụng nhập nước nha quý anh chị. Đó là uy tín nha, mà trước khi giao xe cho anh chị là bên em Hưng sẽ dán tem bảo hành nha. Ốc máy, ốc chân máy, ốc bốn cửa, ốc cốp nha quý anh chị. Cam kết về bệnh Hưng cũng sợ là khách là da quẹt ở ngoài là mang vào đổi thừa lại ngược lại mình nha anh chị. Đấy, rồi xe thì bán ra bên em Hưng bảo hành động cơ hộp số cho quý anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km nha. Và trước khi giao xe sẽ bảo dưỡng thay nhớt cho anh chị luôn. Ok. Ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán chiếc xe này với giá là 918 triệu nha, 918 triệu và còn ra lọc khách hàng chỉnh giấy xem xe. Nhưng anh chị em nào chốt chiếc xe này trước ngày 2 tháng 5 2023, bên em Hưng đang chạy chương trình là tặng 100% thuế trước bạ và dịch vụ đăng ký xe nha. Thành ra là chiếc xe này biển thành phố em Hưng sẽ là bao sang tên toàn quốc cho anh chị luôn. Anh chị em nào chốt xe trước ngày 2 tháng 5 2023, và bên em Hưng có hộ cứ đặt cọc cũng được nha, đặt cọc thôi làm ngân hàng cũng được nha quý chị nha, đặt cọc trong trước thời điểm này là bên em Hưng sẽ được sử dụng chương trình quý chị nha. Và xe thì bà có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Anh chị em có thể là đưa trước tầm khoảng là 400 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này nha.
Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị những video khác nha. Anh chị nào quan tâm thì cứ bấm theo dõi để cập nhật những mẫu xe mới về bên Phương. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị.